Hello, cửa hàng xe máy Thanh Đoàn xin gửi lời chào tất cả anh chị em, bạn bè, cô dì, chú bác gần xa và đặc biệt dành riêng lời chúc cho những ai là bên công giáo nha mọi người. Một ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa và một mùa mục sinh, một mùa phục sinh vui vẻ nha mọi người. Hôm nay là ngày 13, hôm nay là ngày 12 tháng 4 2020, thì cửa hàng xe máy Thanh Đoàn hôm nay là chủ nhật nên là đón tiếp rất là nhiều quý anh chị em bạn bè gần xa ủng hộ và một con số kỷ lục. Và nếu như ai nói nổ thì em mọi người xuống cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì sẽ biết nhá. Hôm nay em bán kỷ lục 21 chiếc xe rồi đội. Vừa cọc một chiếc còn lại là khách mua. Rất nhiều xe đã bán luôn 21 chiếc xe. Và em lấy nói chung là lấy cái lương tâm em ra em nói là em không hề nổ chút nào luôn nhá. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý anh chị em bạn bè gần xa đã đồng hành ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Và nếu như một số anh chị em tới cửa hàng xe máy Thanh Đoàn nhưng mà xe đã bán rồi thì gửi lời thông cảm tới tất cả mọi người, hãy thông cảm cho em tại vì cái nghề mua bán mà nhiều khi em vừa đầu đấy là khách mua luôn nên là không thể nào để em chốt cho một quý khách nào được chính xác, nên là trước khi đi mọi người ở xa thì hãy gọi điện trước cho em nhé. Ví dụ xe còn thì mọi người lại xuống không mất công đi đường xa, em cũng cảm thấy rất là buồn lòng luôn. Và bây giờ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt tay vào quay xe nhé. Hôm nay thì em xin phép được nghỉ sớm. Nếu đúng như mà bên luật công giáo là đúng ngày lễ là mình nghỉ xác các mọi người, là không phải làm gì luôn. Nhưng mà cái nghề buôn bán của em thì nói chung là cũng mình cứ mở cửa và khách mua thì mình bán, nên là nói chung cũng không mất sức nhiều, nên là hy vọng là chủ sẽ thông cảm cho mình nhé. Vẫn bán xe và bây giờ thì hôm nay sẽ nghỉ được sớm. Em xin phép quay những cái chiếc xe hôm nay mới về. Nói chung là hôm qua với hôm nay là không có đi lấy xe đâu được hết, chỉ ở nhà và bán xe thôi. Thì những xe này hầu như là xe khách tới đổi thôi. Không để mọi người chờ lâu, chúng ta bắt tay vào quay. Anh chị em bạn bè đang quan tâm những dòng xe tay ga rẻ tiền đi thì mọi người nhanh tay hốt con này giùm em. Mẫu này là Drive Kai nhá, Drive Kai Sky Drive này là của Suzuki. Mẫu này nó sao ra sao của hai Hayate đó mọi người. Con này chạy cực kỳ ngon luôn, bên 60i4 7222. Con này nếu như mà 2222 nữa là em bán giá cực kỳ ok luôn. Tại vì cái này là biển số còn đẹp. Đây chìa khóa em vừa lấy về xong. Con này thì mấy chỗ này là khách dán trùm lên nha. Dán trùm lên nhưng mà dán trùm lên nhìn đẹp lắm mọi người. Rất là ok luôn. Dán trùm lên rất là siêu đẹp luôn. Con này em bán giá 6.500.000 đồng nhá. Nó hơi yếu bình, bây giờ em sẽ thử đạp thử nhé. Đạp xem có nổ không? Tại vì con này lúc nãy em cũng đạp lấy về. Đấy mọi người thấy chưa? Không gì không thế. Em đang quay thế này em đạp chồng em ở sau lưng bảo ê để đây anh đạp cho, đâu cần đâu. Em là làm được tuất luôn. Anh lại vặn ga thử máy cho khách đây. Đây đèn điện đầy đủ hết. Con này là Sky Drive nhá. Con này ngày xưa mua mới cũng khá bội tiền đấy. Nói chung dàn ngoài mấy cái chỗ này là chắc là trầy trước là khách dán trùm lên cho đẹp thôi nhá. Không có gì hết. Con này em bán giá 6.500.000 đồng cho một chiếc Sky Drive. Máy em ru như xe điện chạy bao ngon luôn nhá. Đấy, biển số 60i47222. Mọi chức năng đều hoạt động tốt. Và sau clip này thì em xin phép là nghỉ. Ngày mai tiếp tục công việc. Anh báo quân đấy lại cho gọn những cái xe nào mà chưa giòn thì bỏ vô góc cho nó gọn lại đi. Hôm nay là một ngày rực rỡ của em Hiền 18 tuổi cộng. Đã bán được rất nhiều xe luôn. Con Vision này thì hôm qua em quay 14 triệu rưỡi là xe dán keo nguyên con. Nhưng mà hồi tối quay mờ nên là hôm nay rảnh em đưa ra em quay lại cho mọi người có chốt thì chốt nhá. Còn rất là đẹp luôn đây này. Đó lóc điệt đẹp, máy móc riêng nguyên con luôn. Màu xanh rất là đẹp, màu xanh hy vọng. Đấy 67F115359 biến số tương đối đẹp. Cái này có chiều 2 chiều khóa dinh xe này. Em mua chân chú mà chống trồm sờ vào đây này. Đấy. Ủa cái này phải bọc bên kia. Mẹ ơi mẹ, nhờ tí. Mẹ bọc cái thắng bên này cho con cái. Phải nhờ đến mẹ thân yêu. Đấy. Nói chung là 70 tuổi mà vẫn còn trẻ đẹp ok rồi. Bà ngoại 70 rồi đấy mọi người. Rất là khỏe luôn. Bà ngoại, ông ngoại, nhà bố em là mất khi em mới được 5 tuổi cơ. Nói chung là rất thiếu thốn tình cảm luôn. 67F115359. Một mình nhà mẹ cứ phải nuôi 5 đứa con. Bây giờ thì đỡ rồi. Đối với em đỡ hơn rồi. Ở quê thì vẫn vất vả trồng cây rồi nuôi gà, trồng lúa cực kỳ là khó, vất vả luôn. Bây giờ về em làm ăn được một tí nên giờ cũng đỡ luôn. Đó.
mọi người chịu khó đi. Cày cuốc sau này mình báo hiếu bố mẹ. Đây một chiếc Vision đời 2014 xe dán keo vừa lột xong nhá. Hai chìa khóa đinh theo xe. Máy móc em như xe điện 15359. Con này bán 14 năm. À, em đang tính là khi nào mà rảnh làm một clip mà chia sẻ về cuộc đời em cho mọi người xem. Chưa ai khổ như em đâu, thật sự luôn. Nên là chúng ta cứ đừng bao giờ hết hy vọng và đừng bao giờ mà giống như kiểu mà đừng có bao giờ gọi là bi quan vì một cái thứ gì và mà nghĩ cuộc đời nó còn nhiều điều tốt đẹp ở phía trước và chúng ta hãy cố gắng phấn đấu. Nha mọi người, cùng cố gắng nhá. Nếu ai đang gặp khó khăn thì cứ hãy nghĩ như cuộc đời của em mà vươn lên, tại vì ngày xưa em khổ cực kỳ luôn. Em nói thật, em cái xe không có đi, xe đạp không có đi luôn nhá. Quần áo chỉ được một bộ thôi. Rồi lên đại học các mọi người. Cái này không phải kể ra để giống như là để mọi người thương cảm đâu, mà giống như là một bài, một cái tấm gương. Em thì không phải là nói gì em là ghê gớm để tấm gương, nhưng em nghĩ là mọi người cũng nên cứ nghĩ được tương lai phía trước còn dài mà cố gắng thôi. Ngày xưa em đi học đại học á, em phải đi ở giúp việc cho người ta đấy mọi người thì mới có tiền để học được. Rất chi là cực khó luôn. Và bây giờ thì không phải giàu hơn ai, nhưng cái cuộc sống chúng ta muốn mình tự chủ về kinh tế, tự chủ về mọi thứ rất là ok. Nên là chúng ta cứ không ngừng nhìn về phía trước nhé. Và đây, hãy nhìn về phía trước và nhìn em này dùm em với, siêu cộp. Bánh này đẹp nha mọi người, cái bánh này cực kỳ đẹp luôn. Cái này là không phải bánh Rinder xe đâu, nhưng mà cái bánh này á, nếu như anh chị em bạn bè mua là đắt hơn 2 triệu mấy đến 3 triệu một chiếc. Ví dụ như mọi người bỏ cái bánh, gặp bánh bánh băm zin vô thì nó giá 2-3 triệu, thì nếu mọi người mua con này là thêm 2-3 triệu. Đó, trời đang nắng to đấy mọi người. Con này là quê em luôn này, 38C1306-77. Con này chạy đúng 5.000 km này, vô rất nhiều là đồ chơi luôn này. Đấy, vô cặp này này, vô mâm này. Đó, bây giờ 2 chìa khóa. Chìa khóa chống trộm đầy đủ hết trơn luôn nha mọi người. Đấy, gặp một siêu xe mới về đổi đây đời 2019 này. Đây này, mọi người xem nhá. Đẹp. Mấy cái này là nó rét rỉ này. Không, nhưng mà đi lâu mọi người. Cái này rửa là ra đó, chưa rửa này này. Đó, chùi nó ra hết trơn đó. Đó, lóc máy này. Trời ơi, không mua xe gì. Cái này mua mới giấy tờ xong cũng 24 năm đấy. Giờ bán 14 triệu đồng cho anh chị em bạn bè 5.000 cây này. Một chiếc xe 2019 luôn. Mâm là mâm kiếng này, đôi xe này, inox này. Xe này siêu cọp nhá. 14 triệu đồng cho một chiếc siêu riết siêu cọp đời 2019. Xe chạy đúng 5.000 km. Hình như là 2019 nhưng mà em chưa kem chính xác. Anh Đoàn ơi, con này đời bao nhiêu đấy? Cuối 2018 mọi người, em bình nhận. 15 triệu đâu, báo 14 triệu cho khách đây mà còn tham lam. Lái vừa thôi. Đây này, mâm rất đẹp, ông ấy đang kêu 15 triệu, đẹp quá mà. Mâm đẹp lắm, em thích cái mâm này. Hôm qua bán một chiếc cái mâm này mà hơi màu đỏ đỏ. Con này là màu đen bạc, rất là đẹp luôn. Đó. Tất cả anh chị em mua xe tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn thì đều được bảo hành từ 6 tháng tới 1 năm nhá. Và đặc biệt là bình đề bảo hành 6 tháng, máy móc từ 6 tháng 1 năm tùy vào giá trị xe. Và bên em có hỗ trợ ship, thì do tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến cũng khá phức tạp, nên là trong quá trình xe ship thì có thể chậm 1-2 ngày. Thì mong anh chị em và các bạn cùng chung nhau và chia sẻ cái khó khăn này giúp em với nhá. Đó, mọi người cứ yên tâm đi, nhiều người báo trời ơi mày mua xe trên mạng chốt rồi chuyển tiền này, lỡ nó lừa đảo. À, thực ra thì cuộc sống này thì cũng có nhiều đối tượng để lừa, nhưng mà mọi người cứ nghĩ thế này, bây giờ nếu như em gửi số tài khoản là tên của em, địa chỉ nhà em là lừa sao được. Chưa kể là cả cửa hàng thế này, em lừa mọi người được con xe 10 triệu trong khi đó em bán một ngày đã được 10 triệu bạc nếu mà em có uy tín. Nếu mọi người kiện em cái tội lừa đảo một cái là công an bắt là coi như là xong, hiểu không? Tội gì mình lừa, mình làm ăn chân chính mà. Mình đang buôn bán tốt thế này mắc gì mình phải lừa, đúng không mọi người? Và đây cứ vòng vo tam quốc đâu không biết, nhưng mà cho mọi người xem, mọi người đoán xe gì đây. Xe gì mà bao nhiêu năm mà cái tem nó còn đẹp thế này. Tem zin luôn nhá, đây này. Ủa trời ơi, đường ơi, nó đẹp lắm. Đẹp xuất sắc luôn. Cái này là nó có đất đó nên lát nữa mình rửa đây. Quân ơi, mà cái này con phải rửa cho sạch này, nó đẹp được. Xe này xe cọp mà. Đấy, lát nữa em sẽ rửa lại cho mọi người xem. Tại vì hôm nay thằng cháu mới làm nhiều quá. Hôm nay bán 20 mấy chiếc xe nó đuối luôn rồi. Không chờ đi à? Chờ ơi, tí ta đi. Mấy cái chỗ này là em rửa ra hết nha. Thanh Nguyên ơi, Thanh Nguyên con lấy cái đồ rửa em kho cái gác chăn, cái bàn chải với là cái hộp dầu đấy. Đây này. Đẹp siêu cọp luôn. Nếu mọi người không chốt, em không biết chốt xe gì luôn.
đẹp lắm luôn, đẹp đẹp không tì vết luôn mọi người, đi bao nhiêu năm mà bây giờ em thử rửa rồi mấy cái chỗ này này. Đó, mấy cái chỗ này là giống như đất đỏ mọi người. Đó, để em chỉ cho mọi người luôn, bữa hôm em làm một cái video em chỉ cho mọi người đó. Mấy cái đất đỏ này này mọi người mua cái sumo, chai sumo 27.000, rồi tí xăng vô là chùi thôi. Nhưng mà cái này là chỉ rửa một lần thôi, chứ mà ngày nào cũng rửa là nó hư xe luôn á. Tại vì cái này là anh này, anh ở Phú Giáo, Bình Dương, xe em mua chính chú luôn. Anh chú anh đối con phụ trợ của em đăng 2929 mà bán rồi. Nên là thấy em nói chuyện dễ thương quá, nói thôi bây giờ anh mua xe khác cho em. Quất con RSX 14.5 triệu. Đẹp lắm, xe này đẹp. Anh đi ký lắm mọi người. Đi siêu ký luôn, đẹp lắm mọi người ơi. Đây nhìn, dần háo lên tem này. Xuất sắc luôn, con nào đẹp em nói đẹp nha. Chứ không phải vờ giả vờ hot để bán đâu. Có sao nói vậy. Có nhiều khách báo trợ em nói vậy, chắc chi mà ngày em bán mười mấy chiếc, đúng rồi. Thực ra là em nói một phần, nhưng quan trọng là xe em giá cũng hợp lý nữa, em nói thật đấy. Bán con xe lời 500 là em quất rồi. 10 con 5 triệu, hôm nay 20 con là kiếm 10 triệu mấy rồi. Tha hồ đủ ăn rồi. Em đang ước là em nói thật chứ em mà mua được nhiều phòng trò là anh chị em bạn bè được dịch này được nhờ nhá. Nhà em chỉ có được 6 phòng trò thôi. Và đợt này là giảm cho mỗi người giảm 3 tháng. Và một phòng trò vậy là giảm nửa tháng tiền nhà. 3 tháng nói chung 1 tháng em lấy tiêu 6. Bây giờ em lấy 500 là 600. À, 6 phòng là 1 tháng em mất đi 3.6 triệu. Trong khi đó em trả lãi, em vẫn trả lãi ngân hàng ấy, em bù cho khách, à, bù cho mấy bạn cũng tốt. Đáng ra nếu mà nhà mà giàu khó mà yếu như là không phải vay góp như em ấy, thì chắc là mấy ông chủ trò là cho miễn hình như là hoàn toàn luôn cho em 50% trong vòng 3 tháng là cũng sắp chí là mất gần 10 triệu mà. Tháng 6636 trong khoảng 7 triệu mấy của em. Nhưng mà mình chung tay đúng không mọi người? Chung tay với tất cả anh chị em bạn bè luôn. Miễn phòng trọ cho mỗi người nửa tháng. Trong vòng 3 tháng tức là một người đỡ được 1.5 triệu. Nhưng mà nếu mà tình hình dịch bệnh thế này thì có thể là còn miễn thêm nữa. Em mà có mấy trăm phòng trọ là có phải là mọi người được nhờ không? Vì thế là mọi người phải ủng hộ em mua xe nhiều, em có tiền em mua phòng trọ. Lỡ may dịch bệnh em dám quá trời dám này. Em dám một tháng một nữa một tháng là nữa cái gì một phòng trọ nửa tháng nhà đó. Rất đẹp luôn nhá mọi người này, rửa ra đẹp cực kỳ luôn, bên này nữa này siêu cọp luôn. Xe thì máy em ru hơi đất đỏ một tí, lát em rửa thôi, còn lại đẹp lắm, đẹp toàn tập luôn này. Xe mua chính chủ luôn nhá, biển 61, máy em như xe điện đây này. Trời ơi, nắp điệp còn đẹp lắm. Biển 61H107935. Con xe này em bán giá để cho tất cả quý anh chị em và bạn bè. Siêu siêu đẹp, siêu siêu cọp, bán giá 10.500.000 đồng. Một chiếc Jupiter nhá. Thì mọi người đã từng xem kênh của em thì mọi người biết xe thì nói chung nó vô vàn giá luôn. Loại này em bán 6 triệu mấy, 7 triệu mấy, 8 triệu mấy, 9 triệu mấy cũng có. Nhưng mà con này là siêu cọp nha. Nó đẹp lắm mọi người ơi, cái dàn áo nó đẹp. Dàn chân là do bên này anh này đất đỏ thì nó có đôi chỗ đất đỏ, nhưng mà bán chất nó này. Mọi người nhìn kỹ này, đẹp lắm, đẹp thật sự đẹp luôn. Con này nếu mọi người ở xa có thể chốt đơn cho em đi, em gửi cho. Nếu mà về nhận không đẹp cứ trả lại xe cho em nhá. Và mọi người lưu ý giúp em, nếu mà anh chị em bạn bè ở xa, mọi người chốt xe về mà ví dụ không ưng ý thì cứ alo cho em, gửi xe lên em nhận và đổi xe khác nha. Và mọi người chịu cái tiền phí cước thôi, còn lại là em không có tính lỗ ngàn nào luôn. Em chỉ mất công đi gửi lại nó cực tí thôi. Nên là mọi người cảm thấy không hài lòng ok thì cứ gửi lại cho em và lấy con khác. Đấy, một siêu cọp giá bán 10.5 triệu. Mọi người nhanh tay chốt đi em nhé, không có con thứ hai đâu. Em như xe điền luôn, quá đẹp luôn. Và đây là một chiếc Way S110 giá bán 9 triệu đồng. Mới mua 8.5 triệu. Mới mua 8 triệu, bán 9 triệu. Bay em như xe điện nha. Đó, dàn chân thì cũng hơi xấu xấu, dàn áo thì đẹp nhưng mới, chắc là mới dán keo mới lột. 59I10440661. Một chiếc Way S110. Nói chung Way S110 này đi cũng rất là ngon lành thành đào luôn ha. Mua 9 triệu. Và đây là một chiếc Ráp. Thôi anh ơi, hôm nay cho nghỉ đi. Lễ mà mai làm. Hả? Hôm nay về nghỉ đi Quân ơi, hôm nay cho nghỉ. Có đi tán con nào thì đi đi. Hôm nay nghỉ sớm. Hôm nay quyết định nghỉ sớm một bữa. 60B185984. Một chiếc Sáp. Rất là đẹp luôn.
Con này thì do em xịt dầu nó bóng bấy vậy thôi, nhưng bản chất của nó ở trong mọi người nhá. Tức là xe là do dầm lại đôi chỗ này. Xe là nó đôi chỗ là hơi trầy và dầm lại qua qua rồi, không phải sơn rin nhá. Nhưng mà xịt dầu vô thì nó đẹp thật đấy. Đó, có sao em nói vậy luôn nhá, chứ không phải là báo là quay lên thì đẹp mà xuống là xấu, không có đâu. Đây này, mấy chỗ này nó cũng trầy trầy này. Nhưng mà màu đen ấy nó dặm nó đẹp, nhanh đẹp, ghế đẹp lắm. Bánh đồ còn sáng bóng này. Đó, những cái này thì không có làm gì hết, không có bế sức ở chỗ nào luôn. Và một chiếc sáp này em bán ra 8.500.000 đồng một chiếc sáp màu đen nhá, màu đen bóng. Xe có giảm tuốt đôi chỗ, đôi trầy đôi chỗ nha. Nhưng mà máy em 60B185 85984. Đó. Xe này là mới thay ổ khóa mới này. Đó. Êm lắm mọi người, cực êm luôn. Bây giờ thì thứ mới đâu, thứ cái này mới xăng đâu nhỉ. Không biết mới xăng chồng em mới chứ em không biết mới đâu. Đây, mới cúp chưa. Mới lấy về xong có vàng bạc thì xong không có rủ ôi. Vàng mọi người ơi, vàng đâu ta thấy. Đây này coi. Đây là đẹp luôn. Giá bán 8.500.000 đồng nhá. Đó. Em hôm qua em báo là bán được 19 chiếc à, có anh kia bình luận bà nố quá đi bà ơi. Em nói thật nha, cuộc đời em chưa biết đằng nối nố là gì. Cực kỳ chân thật luôn, bán được thì em chia sẻ cho mọi người. Cũng không phải khoe lên để nói láo đâu nha. Em chỉ khoe là hôm nay em bán được nhiều xe. Là cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ thôi, chứ không có khoe khoang nha. Đặc biệt đây không có ý nghĩa khoe khoang. Ngày nào bán được nhiều thì nó nhiều, ngày nào không bán được thì nó không bán được. Đấy. Quá đẹp xuất sắc luôn. 8.500.000 đồng cho một chiếc sáp. Thì hôm nay vừa nói chuyện vui vui rồi có những cái xe với em mới quay về thôi. Anh chị em nào yêu thương em thì nhớ like, chia sẻ và bấm đăng ký giúp em nhá. Khi nào được 10.000 lượt xem thì em sẽ tặng mỗi chiếc xe, mọi người mua xe để tặng mỗi người 1.000.000 đồng tiền mặt nhá. Bây giờ mới được 7.000 mấy thôi. Ông kia ông báo nghe tặng 1.000.000 đồng nóng xanh mặt rồi mọi người ơi. Đấy. Và mọi người lưu ý là tất cả những xe em bán ở đây là đều bớt và sát giá, nên là mọi người xuống đôi khi nói bà này bà kêu kiệt quá bán con xe mấy chục triệu mà 5-70 bạc không bớt. Thực ra là em không có lời nhiều mọi người, em đã canh bán giá hợp lý cho mọi người luôn rồi, thật đấy. Đấy, xe máy Thanh Đoàn chuyên mua bán trao đổi các dòng xe máy cũ này. Đấy, nằm một số nhà 465 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Di An, Bình Dương. Rất nhiều xe đã rời đổi, có nhiều người nhìn vào báo tới xe còn cắn loạt thế này mà báo bán 5 mấy chiếc. À, tại vì nhà em rất nhiều xe luôn, 200 mấy chiếc mà, nên là đi mới 2 mấy chiếc vẫn là chuyện bình thường. Nhìn nhà xe vẫn còn rất là nhiều, đủ kiểu đủ màu, tha hồ cho mọi người lựa chọn luôn nhá. Con Attila này thì em chuẩn bị cho về miền Tây luôn rồi. Xin kính chúc tất cả anh chị em bạn bè một lần nữa là buổi chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, và hãy cùng vui vẻ bên gia đình của em, hãy cùng vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình nhá. Và bây giờ thì chắc em xin phép dừng clip ở đây. Kính chúc tất cả anh chị em bạn bè một buổi tối thật nhiều niềm vui và luôn bình an trong mùa dịch. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ cửa hàng xe máy Thanh Đoàn trong suốt thời gian qua. Và mọi người nếu yêu thương thì nhờ hãy